Hello mọi người, lại là Bambi nhây nhó đây. Hôm nay Bambi sẽ làm một video reaction về một người bạn lầy lội đã đi khắp nơi chọc ghẹo mọi người bằng việc ném tuyết không giới hạn của mình. Và người bạn ấy không ai khác chính là bạn Super. Ở phần sau thì Bambi sẽ bật mí cho mọi người cách để ném tuyết không giới hạn nha. Có thể thấy là bạn Super đang nhảy rất là sung. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Úi, mọi người có thấy cái tướng chạy của ổng không? Nhân vật thì to lù lù mà cứ bày đặt chạy như kiểu nhẹ nhàng lắm. Đang thử kìa mọi người, nhìn thấy ghét ra sợ. Đã thấy đối tượng. Ném không trúng. Chạy bộ mà bày đặt nhắm người đi xe hả? Thôi bỏ đi, người ta chạy xa quá rồi, ông dí không kịp đâu. Đã có mục tiêu mới. Trời ơi, hèn gì lúc này Bambi đang ngồi xem quảng cáo nè. Xong tự nhiên thấy lạnh sống lưng dễ sợ. Thì ra là ông nội này đúng là cái đồ ném tuyết giấu tay. Gì đây? Khủng long dương hàng nhái à? Quay quay quay, chưa nói xong mà. Dừng lại đi anh cho ăn cái này nè. Quá trời xong chúng gì vậy? Ủa, rồi chạy qua đống tuyết làm gì vậy? À, cái tên thịt bò này dám chống lại à? Được rồi, anh sẽ cho chú 7 màu. Sao, hết đạn rồi chứ gì? Ai, đồ ngốc. Đây nè mọi người thấy không? Bạn thịt bò này hỏi đâu ra sẵn vậy? Bày đi. Một lát sau Bambi sẽ hướng dẫn cho mọi người nhé. Cha nội này bày đặt quay vòng rồi ném kìa. Chạy nhanh đi bạn. Đúng rồi, chạy đi cho bạn Super hết khói luôn. Bạn có muốn ăn tuyết không? Mình cho. Không nha, bạn chạy đi, chạy đi. Ha ha ha, có người tức kìa. Ủa, ông nội này về hôm sau chi vậy? Trời ơi, thì ra ổng đi phá nhà người ta kìa. Ổng đến tài sơn mắm tôm kìa. Tội nghiệp chủ căn nhà này quá. Rồi, ổng đi kiếm nhà khác rồi. Nhà bự ổng chơi không nổi, ổng đi kiếm nhà nhỏ. Ý khoan, đây là nhà của Bambi mà. Bớ người ta có người tạt sơn nhà tôi kìa. Trời ơi, vừa phá nhà người ta mà vừa ra làng nữa. Lần này ông chạy ra thuyền phá người ta câu cá kìa. Một công chúa đang ngồi câu một mình. Trời ơi, ngay đầu. Ném ngay đầu người ta hai phát rồi còn giả bộ tim nữa.
cá nổi này nhây ghê đó, để người ta câu coi. Rồi người ta câu xong rồi ổng giả lơ đi chỗ khác kìa. Hình như bạn nữ này đang suy nghĩ có nên ở lại câu không. Và thế là bạn ấy lướt đi như một cơn gió. Và làm sao có thể ném tuyết không giới hạn với bạn bè? Hãy cùng theo chân Bambi nào! Đầu tiên hãy ra Lhasa để lấy bất cứ một cục tuyết nào. Ấn vô cái dấu này để lấy tuyết nha. Sau khi lấy tuyết xong thì đừng có ném, chúng ta hãy trở về hometown. Rồi chúng ta đi ra Lhasa một lần nữa. Bây giờ thì chúng ta ra đây thử ném tuyết thử coi. Khi mà ném xong thì hiện lên một cái dấu, chúng ta có thể lấy thêm một cục tuyết mới ném. Rồi thành công rồi, đã có tuyết không giới hạn để ném. Bây giờ hãy tìm bạn bè đã bắt đầu một cuộc ném tuyết thôi. Bây giờ chúng ta có thể ném tuyết liên tục như là xả súng tuyết á. Không lo là sẽ hết đạn tuyết đâu nha. Ném liên tục luôn. Ai mỏi tay trước thì người đó thua. Ai nhây hơn thì người đó thắng nha. Mấy bạn lựa các bạn nhân vật to dễ ném tuyết vô lắm. Trời ơi, sao chơi 3 chọi 1? Bambi không sợ nha, Bambi sẽ một mình chọi lại hết 3 người luôn. Sau một trận ném tuyết vật vã thì ai cũng nằm la liệt ở dưới nền tuyết. Một chiếc video nhây nhó đến đây là hết rồi. Hy vọng mọi người sẽ có những trận ném tuyết với bạn bè thật vui vẻ ở trong Lhasa nhé.
Đừng quên đăng ký và đón xem những video mới nhất của Bambi. Nếu như có bất cứ thắc mắc gì hãy cứ hỏi mình ở phần bình luận nhé. Và tất nhiên là không thể quên yêu mọi người nhiều lắm.